thì gia đình cháu cũng khó khăn quá. Nếu như cháu đi rồi thì còn hai mẹ con. Tiền thu vẫn phải thu thôi. Thu thì trên đây không phải là thu phí vệ sinh. Chỗ ngoài thì ở đâu? Cái gì bác?
đi tiếp thật nhiều ạ. Tao bán được tiền. Quá.
rời giường ấy. Đi ra ngoài này ở với bố nhá. Đi ra ngoài. Ở đây nhá. Nó quá. Ai bạn, ai bạn. Không chịu đúng vậy. Nó quá. Ngủ lâu quá rồi. Xe của con Hồng ấy. Bố sửa cho nhá. Rừng rừng này. Nghỉ đi. Rừng rừng này. Chưa về nhỉ. Con đói chưa? Hả? Đói chưa? Chị khê. Con ngồi đây bố đi làm nhá. Con ở đây nhá. Chơi ở đây bố đi làm nhá. Ở im nhá. Bây giờ con bố đi. Con có thích không? Con có thích không? Để đi nè, để con đi nè. Con muốn chơi.
vợ đi chợ có mệt không? Dạ không. Vợ mua được gì không? Vợ mua được cái này. Vợ mua cái này mất bao nhiêu? Cái đấy 100.000. Vợ bán măng của mình hết chưa? Vợ mua hết rồi. Chồng anh đi thử xem có vừa không? Chồng anh đi thử. Anh chưa thích này. Vừa luôn vợ ạ. Chồng ấy xong là chồng mang cái giỏ về lấy một vợ mua được cân quả để chồng mang đi gửi cho mẹ ăn đi. Vợ mua ở dưới chợ à? Ở trong này. Đây con cái này đây. Sao con không thích à? Không thích à? Đặt con ăn rồi kìa. Ăn giỏi quá. Chua không? Ăn nó, không chua mấy. Chua lắm đó. Vừa thấy ngọt mà. Chua. Ăn mà ăn thật. Bây giờ cũng đến trưa rồi, chồng ở đây trong công vừa mang cái con cá này mang đi làm ăn. Vừa mua được cá. Vừa mang đi làm. Nay mẹ mua đồ chơi mới cho con à? Hả? Đừng đồ chơi rồi. Xin thương. Quả này chua lắm con ạ. Này. Vợ đang xong rồi. Con đang quan vợ tại áo.
con ăn. Con nhìn cái này đi. Chắc xua rồi nhờ cái măng đấy. Để ruột thừa chiên. Xua chưa vợ? Ừ, ăn được rồi chồng ạ. Mình lấy ra ăn đi nhỉ. Mình đổ ra đĩa nhỉ? Nóng quá. Cá chắc cũng chín rồi. Bố làm cho ăn cho con. Nè, bố cho thịt ăn. Ăn cơm. Cho thịt ăn. Đi mẹ lấy thịt cho ăn. Mẹ lấy thịt cho ăn. Ăn thịt. Được. Sao con cần tay. Này, cần đây. Được rồi. Ăn cơm.
đường. Ừ. Ăn cơm. Em bố lấy cho. Mẹ bế nào. Em để mẹ bế nào. Mẹ mẹ tao uống nước. Măng chua này ngon nhỉ. Ừ. Ngồi đây để mẹ ăn cơm đó. Có phải cái nhà này không á, đi xem như nào có phải không? Nhà cháu ở đây à? Chồng cháu ở nhà không? Dạ có ạ. Chồng cháu tên là gì nhỉ? Chồng cháu có phải tên là Quang không ạ? Bác ra đây hả? Vâng. Bác vào nhà nói chuyện nhé. Vâng. Mời bác vào nhà. Bác vào nhà ngồi đi. Vâng. Ngồi đi. Bác ngồi đi. Ngồi đây cũng được. Bác lấy nước ra cho bác uống. Khỏe nhé, này khỏe nhé, ừ, man quá nhé. Man nhé. Nè. Không biết bác ra đây có chuyện gì nhỉ? Bác có ý việc nè, muốn gả cháu này. Mai là có cái lệnh là hỏi cháu đi nghĩa vụ là cháu xem. Ngày mai là phải đi đấy.
không đi là không được đâu, phải đi đấy. Mấy giờ đi nhỉ bác? Tầm 7 giờ là phải có mặt, không đi là không được. Cho cháu xin được không đi được không nhỉ bác nhỉ? Vì bây giờ cháu cũng có hai mẹ con nữa, ở ra ở riêng cũng không có ai chăm sóc, ai làm cho ăn. Cái này nói với cháu này, cái này là ông chủ không biết đâu. Có lệnh gọi là phải đến mời cháu và phải đi. Mai cháu phải đi gặp cấp trên xin xem họ có nhất trí không. Cái này là cháu không biết, chú không biết. Vâng. Bây giờ thì gia đình cháu cũng khó khăn quá. Nếu như cháu đi rồi thì còn hai mẹ con với lại đứa con nhỏ nữa. Hai mẹ con cũng kiểu không có việc gì làm nữa, suốt ngày đi làm thì kiếm ăn qua ngày thôi. Nếu cháu đi sợ họ khó khăn quá. Cái này là nói với cháu này, cái này là bác không biết. Chú chỉ biết là đến để vận động là đi thôi. Còn nhà nước đã gọi rồi là phải đi. Đấy, không đi thì cũng phải đi gặp cấp trên xem là cấp trên trả lời thế nào. Đấy, còn chú chỉ biết đến đây để vận động cháu là cố gắng. Đấy, là đi. Tuy là nhiều đơn rồi nhưng mà phải cố gắng. Đây là nhà nước gọi, không phải là ai gọi. Nhà nước gọi thì phải chấp thuận thôi. Nếu chồng cháu đi thì còn một mình cháu với lại con còn nhỏ nữa. Còn bệnh tật ốm đau thì không ai chăm sóc cháu, không cho chồng cháu đi đâu. Bác xem thế nào để cho chồng cháu không đi. Bởi vì bây giờ con còn nhỏ quá, không ai chăm sóc được mẹ con. Cái này là chú không biết rồi nhá, nói với hai vợ chồng nhá. Đấy, đây là lệnh nhà nước gọi, nghĩa vụ là phải đi. Đấy, còn đi hay không đi là mai là phải xuống để gặp cấp trên. Cái việc đi hay không đi ấy, là ngày mai là chồng cháu phải xuống gặp cấp trên xin xem có được không nhá. Đấy, nếu mà không được là vẫn phải đi thôi. Đấy là nghĩa vụ, lệnh nhà nước gọi nhá, nói hai vợ chồng như thế. Đây nhá, cái giấy gọi đây, cái lệnh gọi đây nhá, nói với hai vợ chồng cháu như thế thôi. Chú cũng còn nhiều việc, chú còn phải đi. Chú về nhá. Bác về nhá. Bây giờ phải làm sao? Để ngày mai chồng đi xuống dưới kia xin xem có được không. Vậy đừng lo nhé. Chồng cũng đi một lần về rồi chắc xin cũng được. Để ngày mai chồng đi xin xem thế nào. Mong quá được bố quạt cho. Vậy đừng lo nhé. Mẹ chồng đi xin thành thế nào.